Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Tư ngày 16 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại Hưng Yên về phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến, nhiều dịch vụ vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Các nhà hàng ăn uống, cà phê giải khát, game online, tập gym, karaoke, massage, quán bar, internet, vũ trường dừng hoạt động. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng gạo cho các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Chi trả tận nhà cho các đối tượng hưu trí và được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Chiều nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế về làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đồng chí Đỗ Xuân Tuyên tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã báo cáo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện đang được kiểm soát tốt. Tỉnh chỉ có một trường hợp tại thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm dương tính với COVID-19. Thôn Chí Trung đã thực hiện cách ly y tế từ ngày 2 tháng 4 theo đúng quy định. Tỉnh triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới Hưng Yên tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Bộ Y tế về chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế để tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch được tốt hơn. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác phòng chống dịch của Hưng Yên. Hiện công tác kiểm soát dịch là rất tốt. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn, nhất là nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Đồng chí yêu cầu Hưng Yên cần tiếp tục làm tốt công tác cách ly y tế, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt hơn công tác phòng dịch, cách ly công dân từ nước ngoài về, tiếp tục quan tâm tới người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và triển khai các biện pháp để khắc phục, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội đã ủng hộ tỉnh 200 triệu đồng để phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 09 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, tỉnh đã thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Toàn tỉnh thành lập được 889 chốt kiểm soát, trong đó 13 chốt kiểm soát liên ngành. Các chốt kiểm soát thực hiện giám sát y tế, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, cách ly theo quy định. Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát, thành lập tổ phòng dịch thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, cơ quan, doanh nghiệp, giãn cách xã hội trong các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ công chức viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại cơ sở. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện không tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp, mà qua bưu điện, giảm số người làm việc tại khu vực hành chính công của tỉnh. Ngành giáo dục đào tạo triển khai giảm nhẹ chương trình, tinh giản những nội dung không cần thiết, dạy học trên truyền hình và Internet. Ngành giao thông vận tải chỉ đạo dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Tính đến ngày 15 tháng 4, tỉnh Hưng Yên có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đang cách ly 795 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 63 trường hợp, còn lại là cách ly tập trung và tại nhà. Những người từng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2020, đến nay, về gần nhất cũng đã được 19 ngày, qua quá trình giám sát cách ly xét nghiệm không phát hiện trường hợp nghi ngờ nào. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh, đồng chí nhấn mạnh. Về hạn chế ra khỏi nhà thì chúng ta vẫn tiếp tục là phải áp dụng chặt chẽ, nghiêm ngặt. Tụ tập đông người thì vẫn phải áp dụng là dưới 10 người, hội nghị thì dưới 20 người. Các cấp vẫn tiếp tục được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Căn cứ tình thực tiễn ở địa phương, cho nên là đối với cửa hàng không thiết yếu thì chủ yếu là hoạt động bình thường. Nhưng trong các cái hoạt động đó thì luôn luôn dưới 10 người. Và lưu ý là tất cả những lĩnh vực sau đây, các nhà hàng ăn uống, cà phê giải khát, game online, tập gym, karaoke, massage, quán bar, internet, vũ trường, dừng hoạt động. Khu vui chơi giải trí, nghi lễ tôn giáo, lễ hội tiếp tục dừng hoạt động. Giao thông thì chúng ta vẫn áp dụng là không chở xe khách, xe taxi, xe công nghệ, không cho đối tượng này hoạt động chở người từ tỉnh ngoài vào Hưng Yên và từ Hưng Yên ra tỉnh ngoài, trừ những trường hợp mà trong chỉ thị 15 nó nói về, kể cả đò ngang là đường thủy là không chở sang tỉnh bạn. Xe taxi, xe công nghệ mà chở người trong tỉnh thì vẫn cho hoạt động bình thường. Không cho phép bán vé số dạo, bán hàng rong, bán lưu động, rồi là đi giới thiệu sản phẩm bán hàng. Tổ chức tang lễ hạn chế tối đa tập trung đông người, tiếp tục giám sát chặt chẽ di biến động của dân cư và đặc biệt là các đối tượng ở nước ngoài, ở vùng dịch về. Đồng chí cũng yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được tiếp tục hoạt động khi bảo đảm các điều kiện an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư trên địa bàn, tiếp tục tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho cá nhân, gia đình, cộng đồng. Các sở ngành đoàn thể tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ, chủ động và khẩn trương tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, ổn định và an sinh xã hội. Ngay sau hội nghị trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung chính của chỉ thị. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ thị 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ ở mức cao hơn. Từ nay đến ngày 1 tháng 5 năm 2020, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như sau. Hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu 2 mét. Không tụ tập trên 10 người bên ngoài các công sở, trụ sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh, không bố trí quá 20 người trong cùng một phòng họp. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đào tạo nghề nghiệp tiếp tục dừng đến trường đến khi có thông báo đi học trở lại. Tiếp tục dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội, các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tiếp tục đóng cửa các khu du lịch, dừng tham quan di tích. Tiếp tục dừng dịch vụ game, internet, karaoke, vũ trường, massage, xông hơi, làm đẹp, tập thể hình, gym, yoga, bán vé số dạo, bán hàng rong, bán hàng lưu động, đi bán hàng, giới thiệu sản phẩm ở nơi công cộng, dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn uống, cà phê, giải khát. Các cửa hàng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu khác được phép hoạt động nhưng không được tập trung trên 10 người cùng lúc tại một điểm, phải thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu 2 mét. Tiếp tục tạm hoãn, dừng triệt để các sự kiện tổ chức ăn hỏi, đám cưới, đầy tháng, khai trương, mừng nhà mới, sinh nhật, gặp mặt đông người cho đến khi có thông báo kết thúc phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục dừng các hoạt động kinh doanh vận tải chở người ra vào tỉnh đối với xe khách, xe taxi, đò, phà ngang sông sang tỉnh lân cận. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động 13 chốt kiểm soát giao thông cấp tỉnh và chốt kiểm soát cấp huyện tại các tuyến giao thông sang tỉnh lân cận. Dừng hoạt động các tổ kiểm soát phòng dịch cấp xã từ 0 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, công sở, trụ sở, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cửa hàng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, chung cư phải bố trí lực lượng thực hiện phun sát khuẩn. Đo thân nhiệt, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, đại hội đảng các cấp hoặc các cuộc họp, sự kiện chính trị quan trọng do cấp ủy chính quyền các cấp quyết định. Tiếp tục tăng cường việc phát hiện sớm, phát hiện các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng, xác định các trường hợp tiếp xúc có liên quan, thực hiện cách ly y tế để kịp thời bao vây, khoanh vùng, dập dịch. Tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các chùm ca bệnh hội chứng cúm tại cộng đồng, viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp tính nặng tại các cơ sở y tế để phát hiện sớm và khoanh vùng dập dịch. Tăng cường theo dõi, giám sát ca bệnh triệt để thông qua truy vết và cách ly các trường hợp F1, tiếp xúc F2, F3, giám sát bệnh giống cúm và các trường hợp viêm phổi nặng thông qua hiệu thuốc, khai báo y tế. Xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh, các hành vi không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách xã hội, các hành vi trốn, chống cách ly, khai báo y tế không trung thực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã ký. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tặng 9 tấn gạo cho các ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và trao tặng. Theo đó, huyện Văn Lâm được tặng 2 tấn gạo, thị xã Mỹ Hào 2,2 tấn gạo, huyện Yên Mỹ 4,8 tấn gạo. Sau khi tiếp nhận gạo được hỗ trợ, Ban chỉ đạo các huyện thị xã đã tổ chức tặng cho các hộ nghèo, hộ thuộc diện cách ly trên địa bàn nhằm kịp thời động viên giúp đỡ các gia đình này trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã động viên các gia đình khắc phục khó khăn, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí cũng đánh giá cao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu các địa phương cần chú ý tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là nơi có nhiều khu công nghiệp, dân số cơ học cao. Vì vậy, cần triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các doanh nghiệp tiếp tục chung tay góp sức vừa thực hiện các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa làm tốt nhiệm vụ duy trì sản xuất, phát triển kinh tế và tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để hạn chế việc tập trung đông người trong thời gian dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện giải pháp phù hợp nhằm chi trả tiền nhanh nhất cho các đối tượng hưu trí và hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Những tháng trước, ông Đoàn Đình Quý ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên vẫn đến nhà văn hóa phường để lĩnh lương hưu. Nhưng trong tháng 4 này, ông ở nhà vừa thực hiện giãn cách xã hội theo chủ trương của Chính phủ, vừa được lĩnh 2 tháng lương hưu do nhân viên bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh đem tới phát tại nhà. Thì hôm nay thì được đến nhà phát lương thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi lắm, rất là nhất trí hoàn toàn với cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Đến trả tại nhà thế này thì đảm bảo sức khỏe cho người già và đảm bảo cho công tác phòng dịch. Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết trong tháng 4 và tháng 5 năm nay, toàn tỉnh có trên 51.000 người thụ hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chi trả chế độ gần 400 tỷ đồng. Để chi trả chế độ cho các đối tượng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra soát, lập danh sách và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM là gần 2.000 trường hợp, còn lại là nhận chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt tại bưu điện, bưu cục. Đặc biệt, đối với những trường hợp có hoàn cảnh già yếu, khó khăn, được Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện chi trả tận nhà từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 4. Đối với chi trả quỹ lương hưu tháng 4 và tháng 5, Bưu điện thì huy động toàn bộ lực lượng cán bộ nhân viên, khoảng trên 400 cán bộ nhân viên tham gia công tác chi trả. Cái mục tiêu là chi trả nhanh nhất đến đối tượng hưởng. Và đúng theo chỉ đạo của chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thì việc đảm bảo an toàn phòng dịch trong cái thời gian này thì Bưu điện cũng đặt lên hàng đầu. Đó là đối với hình thức chi trả tại điểm thì sẽ điều tiết duy trì khoảng cách là 2 mét một người và đề nghị các đối tượng hưởng lương hưu phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Còn đối với lực lượng mà đi chi trả tại địa chỉ thì trước khi thực hiện lên đường công tác chi trả thì đều được kiểm tra thân nhiệt với cái mục tiêu vừa chi trả đúng, đủ, nhanh và đảm bảo an toàn. Bên cạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hiện tỉnh đang thực hiện việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội và chế độ cho thương binh, bệnh binh và người có công trong tháng 4 và tháng 5, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Với mong muốn đóng góp một phần sức lực cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, thầy cô giáo trường trung học cơ sở Đức Hợp đã tự tay làm hơn 1.000 chiếc mũ chắn giọt bắn tặng cho lực lượng làm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến nay, trường đã tặng 1.000 chiếc cho Trung tâm Y tế huyện Kim Động, Bệnh viện Sản Nhi Hương Yên, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh và một số chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Kim Động. Hiện tại các thầy, các cô đang tiếp tục hoàn thiện khoảng 500 chiếc để tặng cho Bệnh viện Đa Khoa và Bệnh viện Phổi Hương Yên. Được biết, bình quân nguyên liệu mỗi chiếc mũ là hơn 5.000 đồng, tổng chi phí của 1.500 chiếc là trên 7.500.000 đồng. Số tiền đó hoàn toàn do thầy cô trong trường tự nguyện đóng góp. Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường Trung học cơ sở Đức Hợp của chúng tôi cũng muốn là gửi gắm tới những người chiến sĩ ở đầu trận tuyến, đó là các y bác sĩ cũng như là các lực lượng vũ trang, với mong muốn là họ có thêm sức mạnh để chiến thắng cái dịch bệnh COVID-19 ạ. Thời gian qua, huyện Phù Cừ tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương rà soát và kiểm tra thực tế để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện. Qua rà soát trên địa bàn huyện Phù Cừ, hiện có gần 300 người có công và hộ nghèo cần hỗ trợ xây nhà ở. Trong quý 1 năm 2020, huyện đã trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ vì người nghèo 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 gia đình người có công và một hộ nghèo. Ban thẩm định huyện đã rà soát, thẩm định được 96 hồ sơ hỗ trợ xây nhà mới, trong đó có 27 hộ người có công và 69 hộ nghèo, đồng thời xem xét cơ chế hỗ trợ sửa chữa cho 75 hộ hiện đang có nhà ở chưa đến mức phải xây mới. Huyện Phù Cừ phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng trên trước Đại hội Đảng bộ huyện. Mô hình canh tác dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Hợp tác xã Tiền Tài ở thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu cho thu 1 tỷ đồng mỗi năm đã mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho nông dân trên địa bàn huyện. Được đối tác là công ty xuất nhập khẩu Minh Hải của tỉnh Hải Dương chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung cấp giống, Hợp tác xã Tiền Tài xây dựng 3 khu nhà lưới với diện tích 3.000 m2 và trồng được 7.000 cây với thời gian 60 đến 70 ngày một vụ. Mỗi quả nặng từ 1 đến 1,2 kg, dưa lưới công nghệ cao có thể canh tác được 3 đến 4 vụ trên năm. Năm 2019, hợp tác xã trồng được 3 vụ dưa lưới, sản lượng dưa lưới thu hoạch đạt 7 đến 8 tấn một vụ. Giá bán từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg, mỗi vụ cho thu từ 250 đến 270 triệu đồng, một năm thu được trên 1 tỷ đồng. Mô hình được áp dụng theo quy trình chuẩn VietGAP, do đó, chất lượng sản phẩm, độ ngọt cao, các sản phẩm khi thu hoạch đều có hợp đồng liên kết ổn định đầu ra. Việc nông dân áp dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đã đem lại hiệu quả phục vụ nhu cầu trong nước và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều sản phẩm nông sản của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn về đầu ra và giá thành giảm mạnh. Tuy nhiên, nhiều hộ dân trồng ổi lê Đài Loan ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ vẫn cho thu nhập khá và đầu ra ổn định. Toàn xã hiện có trên 200 hộ trồng ổi, tập trung tại 2 thôn là Ngân Hạnh và Hòa Mục với diện tích trên 200 mẫu. Ổi là cây dễ trồng, dễ chăm sóc và cho thu hoạch quanh năm. Với giá bán trước dịch Covid-19 từ 10 đến 12.000 đồng 1 kg thì nay giảm xuống từ 5 đến 7.000 đồng 1 kg. Bình quân mỗi sào người dân thu trên 2 tạ quả, trong đó nhiều hộ trồng với diện tích lớn như ông Trần Văn Thiết, ông Lê Văn Tôn ở thôn Hòa Mục với diện tích hơn 1 mẫu dự kiến năm nay thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau: giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe, thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa, tăng cường lưu thông không khí trong phòng, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch, đến nơi đông người. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương